Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 19 tây tháng 10 năm 2022. Trong chương trình tin tức hôm nay, Việt Linh xin gửi đến quý vị thính giả bài bình luận với nhan đề Những kẻ thống trị muốn bóp chết trí thức và tự do. Kính thưa quý vị, khi thống đốc tiểu bang Florida, Ron DeSantis, ông ta hợp tác với tổ chức Moms for Liberty, là một tổ chức quốc gia mới của các bà mẹ, thúc đẩy sự kiểm soát của cha mẹ nhiều hơn đối với những gì mà những đứa trẻ được phép học ở trường. Với 4 giáo viên thì có một giáo viên cho biết là họ cảm thấy bị hạn chế về những gì mà họ có thể nói và được phép thảo luận trong lớp học của mình. Thật vậy thưa quý vị, đang có hàng chục tiểu bang đỏ. Họ đã thông qua hoặc là đang xem xét thông qua luật hạn chế những gì mà giáo viên có thể dạy về các vấn đề xã hội với những học sinh của họ. Nhưng mà riêng tại tiểu bang Florida, dưới tay thống đốc nham hiểm Ron DeSantis, thì ông ta còn hành xử độc tài hơn gấp nhiều lần. Ông ta muốn buộc tội bất cứ giáo viên nào dạy học sinh rằng họ nên cảm thấy tội lỗi về những bất công trong quá khứ. Trước đó thì Ron DeSantis đã ký dự luật Don't Say Gay, xin tạm dịch là nói không với đồng tính, với mục đích là cấm thảo luận về khuynh hướng tình dục và giới tính với học sinh. Và trên thực tế thì tại tiểu bang Florida ngày nay, bất kỳ chương trình giảng dạy nào mà giáo viên dạy cho học sinh đều xuất phát từ quan điểm của một người nào đó trong chính quyền đưa xuống. Như vậy cách dạy học đó không còn thuần túy là quan điểm của tác giả của các cuốn sách giáo khoa, của các nhà nghiên cứu, của các học giả hay là qua các phương tiện truyền thông hiện đại hay từ nguồn Internet. Nói tóm lại, các giáo viên bị buộc phải dạy cho học sinh những gì mà các quan chức chính quyền tiểu bang đưa xuống và muốn họ phải dạy. Muốn họ phải lặp lại những gì mà những quan chức đã viết và nói trong những mệnh lệnh đưa xuống. Trên thực tế thì giáo dục phải truyền đạt những giá trị nhất định cùng với kiến thức và kỹ năng của thầy cô giáo. Những người coi vấn đề giáo dục phổ cập là điều cần thiết cho một nền dân chủ khỏe mạnh và công bằng, cho một xã hội mà tất cả mọi người đều được tôn trọng và có quyền bình đẳng. Và giáo dục chính là sự truyền dạy các giá trị công dân. Những học sinh cần phải học cách vượt qua sự ngu dốt, ích kỷ và bất bình đẳng. Không được phép xem thường các chủng tộc khác. Đúng ra những học sinh phải được dạy những điều đó. Nhưng mà Ron DeSantis và những tay ngu đầu mã diện chung quanh ông ta thì muốn những điều ngược lại quý vị. Họ muốn học sinh phải biết vị trí và giá trị của họ. Nhất là những học sinh có nước da trắng hơn những người bạn học khác. Họ muốn các học sinh này không có gì phải hối tiếc, ăn năn vì những bất công đã xảy ra trong quá khứ bởi tổ tiên của họ, những người da trắng tôn thờ chủ nghĩa Jim Crow đã gây ra. Mục đích của giáo dục công lập là luôn truyền đạt cho học sinh triết lý xã hội và chính phủ mà xã hội Mỹ cần họ phải biết và nắm vững trước khi bước vào đời. Và đi cùng đó là học được sự cảm thông, chia sẻ và biết vâng lời, biết tôn trọng người khác. Nhưng mà những kẻ đốt sách, những kẻ đốt nền giáo dục tại Mỹ, tại những tiểu bang đỏ, đang thực hành chiến dịch đốt sách, đốt chữ nghĩa. Họ chỉ muốn học sinh học những điều dối trá và lọc lừa, gạt gẫm và hài lòng với sự bất công đối với những người khác màu da, chủng tộc. Kính thưa quý vị, lý tưởng của giáo dục khai phóng trong thế giới Internet phổ biến, rất rộng rãi hiện nay, sẽ giúp cho trẻ em nắm được những thông tin đáng tin cậy về thế giới mà chúng đang sống, và dạy chúng sử dụng những thông tin đó, đúc kết lại để đưa ra kết luận của riêng mình, và góp phần hiệu quả cho xã hội của chúng ta. Nhưng mà giờ đây,
những trẻ em tại hàng chục tiểu bang đỏ này. Mà điển hình nhất là ở tiểu bang Florida với tay thống đốc nham hiểm, tàn ác, Ron DeSantis. Thì họ không có lựa chọn nào khác. Ngoài việc phải học những gì mà các thầy cô giáo lặp lại từ những quan điểm, định kiến của các quan chức chính quyền đưa xuống. Một thí dụ thực tế nhất, đó là lĩnh vực tòa án có liên quan đến tôn giáo. Đối với các quan điểm của các thẩm phán tòa án tối cao theo cơ đốc giáo, họ đã sử dụng nguyên lý của tôn giáo của họ và ảnh hưởng nó lên quyết định lật ngược án lệ Roe kiện Wade để chống lại việc cho phép quyền phá thai của nữ giới Hoa Kỳ, là điều đã có từ năm 1973. Và bây giờ bước sang lĩnh vực giáo dục, thì các giáo viên bị bắt buộc phải gạt bỏ niềm tin cá nhân vào sự thật để dạy cho học sinh của họ nên tin vào những điều dối trá, ngang ngược, những bất công không được phép thừa nhận. Các lệnh mà tôi gọi là lệnh bịt miệng giáo dục, nó được đề xuất tại các tiểu bang đỏ đã tăng lên 250% so với năm 2021. Các giáo viên và giáo sư vi phạm lệnh bịt miệng này của các tiểu bang đỏ có thể bị phạt tiền, bị rút tài trợ, bị chấm dứt hợp đồng và thậm chí là có thể bị buộc tội hình sự. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị. Ngày xưa, nạn mù chữ của người da đen là yếu tố cần thiết cho sự thống trị của người da trắng ở miền Nam. Ở vào thời điểm đó, thì việc dạy cho những người nô lệ biết đọc và viết là một hành vi phạm tội. Ở nước Mỹ ngày nay, 21% người lớn mù chữ và 54% chỉ có trình độ biết chữ dưới lớp 6. Đó là sự thật, thưa quý vị. Giai cấp thống trị, họ không muốn những người Mỹ không có nước da trắng biết và hiểu về những cuộc đấu tranh của những người đi trước, những người đã đổ xương máu để đòi quyền bình đẳng cho thế hệ chúng ta ngày nay. Một thời đại thanh trừng giáo dục, đốt sách trong thế kỷ 21 đang xảy ra tại Mỹ. Khi mà thế giới này đang phát triển vượt bậc với công nghệ và Internet, thì các tiểu bang đỏ mà đại diện là tay thống đốc nham hiểm Ron DeSantis của tiểu bang Florida lại đang muốn phá hủy nền giáo dục đương đại để quay về lại thời kỳ đồ đá ở Mỹ những năm 1960. Mục tiêu của họ là gì? Chỉ là giữ cho tầng lớp thấp kém, khác màu da, bị mù chữ, cho họ ăn những món ăn thừa của văn hóa chủ nô và phục tùng sự tối cao của người da trắng thượng đẳng. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin chúc tất cả quý vị một ngày vui vẻ, bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.